Kênh Bếp Của Vợ xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay kênh Bếp Của Vợ sẽ chia sẻ tới các anh chị và các bạn cái cách làm kim chi cho những cái món ăn trong chuỗi ngày Tết của kênh Bếp Của Vợ nhé. Đây là cái món ăn bắt đầu cho những cái ngày Tết của chúng ta đây. Nếu mà các anh chị đang tìm một cái cách chế biến kim chi mới, lạ và ngon đơn giản tại nhà thì hãy theo dõi kênh Bếp Của Vợ ngày hôm nay nha. Và đây là tất cả các nguyên liệu gồm có em sử dụng ở đây là cải thảo nha các anh chị. Mình sử dụng cái cải thảo mà nào mà chóc tay và đập vô nó chắc nhá, nó không có bụp bụp nhá, thì nó làm nó sẽ ngon hơn. Và đây là hẹ, cà rốt, 2 củ cà rốt. Tiếp theo đó là hành củ và tỏi, 1 củ gừng, 1 nhánh gừng, 1 trái táo và 1 trái lê. Nếu mà các anh chị sử dụng táo cũng được mà lê cũng được, tại do là em có trong tủ lạnh có. Và đây là ớt Hàn Quốc nha các anh chị nha. Mình vô siêu thị á, thì thường thường trong gian hàng của đồ Hàn Quốc thì đều có bán. Và bột nếp. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành vào làm. Đầu tiên thì bắp cải thì mình sẽ cắt cái đít ra như thế này và mình xé ra nha. Đó, xé ra. Bắp cải ở đây em sử dụng ở đây cỡ tầm 2,7 kg, 2 bắp cải cải thảo và cộng thêm hẹ, hành, cà rốt và thì cỡ tầm 3 kg tròn luôn đó cả các anh chị. Hẹ thì mình cắt lá là sạch nhá, tỏi cũng vậy, hành củ cũng vậy, bóc hết ra và mình đi rửa cho thật là sạch luôn. Tổng cộng nguyên liệu gồm nguyên liệu ở đây dao động từ 3 kg tới 3,1 kg nha, từ cả bắp cải thảo và cà rốt nha các anh chị nha. Và bây giờ thì mình sẽ mang đi mình rửa sạch. Và khi đã rửa rồi thì bên cạnh đó em có sử dụng ở đây là 200 g muối hột, 200 g muối hột cho 1 kg nguyên liệu của 3 kg nguyên liệu của chúng ta. Và bây giờ thì mình sẽ rắc đều lên. Đó, rắc đều từ trong ra ngoài cái cánh cải thảo nhá. Đó, muối thì mình cứ rắc đều. Mình cứ rắc từ từ nhá và mình rắc kỹ ở trong cái thân của cải thảo, tại vì cái thân cải thảo thì nó sẽ dễ nó lâu ngót hơn ở cái lá. Đó, và rắc đều tay. Muối thì muối hột này thì sẽ dao động từ 200 tới 250 tùy vào cái bắp cải của mình ha. Đó là em cho vô cái tầm 2,7 kg bắp cải thảo này thì sẽ dao động từ 200 tới 250 g muối hột. Mình cứ rắc đều tay từ trong ra ngoài là được nha các anh chị. Tại vì có nhiều cái bắp cải thảo á, nó to thì cái lá nó ít thì tỷ lệ muối mình sẽ giảm. Và em sẽ ngâm ở đây cỡ tầm 3 tiếng nhé. Đó, còn ít thì mình sẽ rắc lên trên luôn. Đều hết. Và em sẽ để ở đây cỡ tầm 2 tới 3 tiếng và cứ 1 tiếng thì em sẽ đảo ngược lên. Để cho cái cải thảo nó có thời gian nó ngót lại nha các anh chị nhé. Và trong lúc đợi cải thảo nó ngấm muối thì chúng ta sẽ quay qua làm cái hỗn hợp để muối. Đầu tiên thì mình sẽ cho vô đây 1 chén nếp. Em đong bằng chén để cho tất cả các anh chị đều có thể làm được ha, dung lượng theo chén thì dễ hơn. Và 2 chén nước, 1 nếp và 2 chén nước nhé. Và bây giờ thì mình sẽ lấy cái giá mình đảo đều lên như thế này. Đó, mình cứ đảo nha. Bật lửa lên nha các anh chị nhé. Và cứ đảo cho nó tan hết cái bột ra. Cái bột nếp này thì mình làm nó cũng nhanh lắm, nên các anh chị chịu khó đảo nhá, không thôi nó bị cháy cái đít ở dưới cái đít nồi đó. Cái đít chảo nó bị khét, nó sẽ không ngon, nên chúng ta chịu khó đảo như vậy để tránh trường hợp nó bị khét. Và bây giờ thì khi mà cái bột nếp của mình đảo nặng tay rồi thì chúng ta sẽ giảm lửa nha các anh chị nha. Và giảm lửa cho tới khi nào cái bột nếp nó trong là được. Đó, đảo cho tới khi nào cái bột nếp của mình nó trong thì chúng ta sẽ bỏ nguyên liệu vô. Nhớ giảm lửa và đảo đều tay không thôi bị khét nha các anh chị nha. Thì em cũng muốn nhắc đi nhắc lại để tránh trường hợp các anh chị làm không thành công. Nên nếu mà các anh chị nào mà đã hiểu rồi thì tua qua dùng kênh Bếp Của Vợ nha. Và bây giờ thì mình cho vô đây nửa chén đường. Khi mà nó trong rồi chúng ta sẽ cho vô đây nửa chén đường nhé. Và đảo đều thì cái đường nó tan là chúng ta sẽ tắt bếp à. Và bây giờ thì mình sẽ để qua một bên để cho nó nguội nhá. Quay lại thì hành lá đây. Đây là hành lá em sẽ cắt khúc nè. Và tiếp theo đó là hẹ nhá. Và cắt khúc luôn. Cà rốt thì mình sẽ bào sợi nha các anh chị. Các anh chị có cái máy, có cái đồ bào như em cũng được. Còn không có đồ bào như em thì các anh chị xắt sợi. Đây. Đó. Và mình cứ sơ chế. Và quay lại thì táo, hành củ, tỏi và gừng. Tất cả các nguyên liệu này chúng ta sẽ cho vô, chúng ta xay cho thật là nhuyễn nha. Gia đình kênh Bếp Của Vợ thì chuẩn bị sẵn một cái máy xay sinh tố để làm đồ ăn luôn, thì mình tránh trường hợp mình làm đồ mình ăn đó thì nó không có bị hôi khi mình xay sinh tố. Mình làm riêng nha các anh chị nha. Máy xay sinh tố này chỉ để xay rau củ quả thôi. Và khi mà xay nhuyễn rồi thì chúng ta sẽ được cái hỗn hợp như thế này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đong ớt. Ớt Hàn Quốc này thì em mua thì cái phần ớt này thì nó chỉ tạo màu thôi chứ nó không có cay lắm, thì các anh chị cho 1 chén tới 2 chén nhá, 2 chén ớt bột nhá. Và bây giờ thì mình sẽ đong nước mắm. Nước mắm thì em sẽ cho vô đây hơn nửa chén một tí. Nước mắm ngon nha, mình sử dụng cái nước mắm ngon thì khi mình muối kim chi thì nó sẽ ngon hơn. Đó, em sử dụng hơn nửa chén một tí nha. Và đảo đều nguyên liệu lên. Bây giờ thì chúng ta sẽ trút cái phần bột nếp vào thau này luôn. Và đảo đều lên. Làm kim chi này thì cái giai đoạn nó hơi nhiều, nhưng mà khi mà mình có cái thành phẩm rồi thì công lao mình bỏ ra sẽ không có bị uổng phí đâu các anh chị. Rất là ngon luôn. Và kim chi thì để được rất là lâu nhé. Mình cứ bỏ đậy hộp kín trong tủ lạnh này, nên mỗi lần mà gia đình mình làm thì mình nên làm nhiều một tí. Và bây giờ thì em sẽ đảo ngược lên nhé. Mình lấy cái phần ở dưới mình bỏ lên trên, và phần ở trên mình đảo ngược xuống dưới để cho nó thấm nhanh hơn. Đó. Và em bỏ ở đây cái thời gian cỡ tầm 3 tiếng thì cứ 1 tiếng thì em đảo một lần. Rồi mình lại chút cái nước muối mình tưới lên trên nhé. Và mình lại để ở đây. Và khi nào mình quay lại thì mình kiểm tra như thế nào là được nhé. Mình bóp như vậy cái lá cải thảo của mình nó dẻo là được nha các anh chị. Đó, vậy là được rồi. Vậy là thành phẩm của mình sắp xong rồi đó. Nói cho các anh chị khỏi nôn nao. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bỏ cà rốt, hành và hẹ khi đã để ráo rồi, trộn chung vô cái sốt ớt này luôn. Đó, trộn chung vô luôn nhá. Tại vì mình để ở ngoài nó sẽ bị héo, trong quá trình mình đợi thì nó sẽ bị héo đó. Và bây giờ cái cải thảo này thì mình sẽ vắt cho thật là ráo nước nha các anh chị, để cho nó ráo cái nước muối đi. Nó ra cái nước muối quá nhiều luôn kìa. Đó, và bây giờ thì em sẽ tìm một cái rổ nào to hơn và mình tơi nó ra để cho nó ráo nha, và nó héo đi một tí, ráo nước. Thì làm như vậy mình ráo, càng ráo thì mình để càng được lâu nha các anh chị. Và các anh chị lưu ý dùm em, cái em nhắc thêm một cái nữa là cái thau ớt, hỗn hợp ớt này thì các anh chị nếm thử coi. Nếu mà vừa ăn rồi thì mình làm, còn nếu mà chưa vừa ăn thì các anh chị có thể gia giảm thêm nhé. Ăn mặn ngọt gì thì mình có thể cho thêm. Và bây giờ thì chúng ta khi mà đã ráo rồi thì chúng ta sẽ chét những cái sốt ớt vô từng cái ké lá của cải thảo. Đó, mình sẽ quét lên như vậy nha. Và lần lượt mình làm hết cái số cải thảo của mình cần làm là xong rồi đó. Quét đều từ trong ra ngoài nha các anh chị nha, để cái sốt này nó sẽ tạo độ lên men cho cải thảo của mình, nó giòn ngon hơn. Nhớ quét đều dùm em. Em làm cái sốt vừa đủ luôn đó, vừa khớp luôn. Nếu mà các anh chị làm nhiều hơn thì tăng cái tỷ lệ lên nhé. Rồi, vậy là xong, đã xong cái khâu sơ chế. Và bây giờ thì chúng ta sẽ để ở đây cỡ tầm 2 ngày. 2 ngày là nó chua nha các anh chị nha. Em làm thì 2 tới 3 ngày tùy từng tay nữa. Em cảm giác là có tùy từng tay người làm nữa. Em làm thì 2 ngày thì nó đã lên men rồi. Thì 2 ngày các anh chị kiểm tra coi, nếu mà nó chưa lên men thì mình để thêm một ngày nữa. Và đúng từ 2 tới 3 ngày là cải kim chi, cải thảo của chúng ta đã chua và vừa ăn, thì chúng ta sẽ tiến hành đậy nắp và bỏ vô tủ lạnh bảo quản ăn dần nha các anh chị nhé. Vậy là hôm nay kênh Bếp Của Vợ đã chia sẻ xong cho tới các anh chị và các bạn cái cách làm kim chi đơn giản tại nhà, đảm bảo rằng các anh chị làm theo công thức của kênh Bếp Của Vợ chắc chắn thành công và ngon như mình mua ngoài tiệm luôn á. Xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những clip tiếp theo ạ.